Ngày 22 tháng 8, Đảng ủy thị trấn Chợ Chu đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 cho trên 600 đảng viên trong toàn đảng bộ. Tại hội nghị, các đảng viên đã được quán triệt 4 chuyên đề về nghị quyết số 18 ngày 16 tháng 6 năm 2022, hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Nghị quyết số 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết số 20 về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 21 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Thông qua hội nghị nghiên cứu, học tập nghị quyết nhằm giúp cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên nắm vững được những nội dung cơ bản, những điểm mới trong các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa 13 và nghị quyết 15 của Bộ Chính trị. Trên cơ sở đó, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, thực hiện nghị quyết đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đưa việc học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đảng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 13 của đảng.